Xin chào mọi người, hôm nay là ngày 13 âm. Ở đây thì bắt đầu gói bánh rồi đấy. Ở đây là tất là tật cả làng gói bác nhỉ. Cả làng gói, gói cùng một lúc luôn đúng không? À vâng. Đấy thì trong lúc mình ở góc kia mình đang làm video để tranh thủ làm video mọi người xem đấy. Cùng Nhật với mấy anh em thì sáng nay đi chơi rất là mệt nên là đang ngủ. Đây, quay hoay làm video lúc thì bác cũng đã làm xong nhỉ. Được mấy cái bánh rồi. Đang nặn bánh đấy. Đây là bột này. Nhạc thằng kia to thế, vi phạm bản quyền đấy. Đây bột này. Mấy cân nhỉ bác hôm nay làm? 6 cân. À 6 cân bột. Đây là nhân này, lạc này. Đây bánh kia đây. Đấy hai mẹ con đang làm đấy. May có hai người nhỉ. Chứ nhà có một người thì mỏi lắm. Đây bánh xinh xinh rồi đây. Được. Làm bánh chuối hay bánh gì không hay? Cái này bánh chuối. À trong này không phải bánh chuối đâu. À bánh lạc ấy chứ. Ờ bánh lạc. À trong này lạc với cái gì đấy? Lạc với thịt thôi. À lạc với lợn trộn nhau đấy. Ừ. À. Thịt thôi. Thịt thôi. Lạc với thịt. Đấy xong lại quấn ở giữa một tí. Mình kẹp vào. Nhiều phết rồi đấy nhỉ. Ừ. Một giỏ rồi đây. Chỗ này này. Nhật thì ngủ ngon thế. Ừ. Một thanh niên, hai thanh niên đang ngủ. Ừ. Chiều à, sáng đi gần 1 giờ mới về cơ mà. Ừ. Nấu bánh phải tầm mấy tiếng nhỉ? Tầm 3-4 tiếng mới được ấy nhỉ? À. Lúc chuẩn bị gói là hoàn ăn quá. Bác phải gói tầm 1 giờ. 1 giờ quá. Ờ. 1 giờ đúng rồi. Bây giờ đã là 3 giờ rồi. Lúc nướng thì khoảng 3 tiếng. Lúc nướng thì 2-3 tiếng đấy. Nấu bánh thì phải 2-3 tiếng, gần tối luôn. 2-3 tiếng. Gói xong thì nấu ngon nữa. Tối cho thằng Doan nó trông. Dạ, trông nuôi bánh. Bố mẹ thế. Bánh đơn giản thôi. Không làm thì không được, phong tục rồi nhỉ. Tục lệ rồi. Xong là làm xong. Đấy như hôm qua. Hôm qua nói chuyện với bác đấy, bác bảo là bánh này nấu xong này phải đưa lên tổ tiên cúng đã. Xong mới được ăn. Cái gì cũng phải dằm là mọi từ cái thức ăn này, bánh này, mọi thứ là phải cúng trước. Cúng xong thì mới được ăn. Đấy, tổ tiên phải được ăn trước ấy. À, là bắt buộc là mọi người là phải đoàn tụ gia đình phải ăn một bữa cơm đã. Xong được đi ăn ở đâu đi ăn. Đấy thế thì mai tầm phải tầm buổi chiều tối chiều muộn mình mới đi xung quanh bản được. Đấy mọi người đợi sáng mai à chiều mai đi nhá. À, bác với mẹ hai mẹ con đang làm bánh. Mai mới vui nhỉ, mai là 14 năm. Đẹp chưa mọi người ơi? Phía sau mình đây là con suối này. Rộng lắm. Đấy, sáng sớm thôi, chưa có ai cả. Chào buổi sáng tất cả mọi người nhá. Chúc mọi người một ngày mới an lành. Hôm nay đã là 14 âm rồi đấy. 14 âm để chuẩn bị là ngày 15, mai là rằm tháng 7 rồi. Thì mọi người đã chuẩn bị những thứ gì rồi? Gà vịt,
đủ chưa? Đây thì đợt này là lần đầu tiên là anh em mình xuống đây để ăn dằm cùng đồng bào người Thái đen ở đây nhá, xem là mọi người sẽ làm lễ như nào này, ăn uống ra sao này, chơi dằm như nào nhá. Sáng thì chiều hôm qua thì mọi người ở trên này thì người ta đã gọi bánh hết rồi đấy, cả làng gói đấy, và hôm nay là bắt đầu mổ gà mổ vịt. Nhà nào có nhiều khách thì mổ nhiều, nhà nào có một gia đình thôi thì mổ ít thôi. Chứ sáng ra mình cũng đã hỏi rồi, ở đây có quy định gì là phải mổ con bao nhiêu con gà, bao nhiêu con vịt không? Thì bác cũng có bảo là tùy theo khách đến hay do gia đình mình ít người không nữa nhá. Đấy, thì tí một lúc nữa thì mình sẽ vào trong đấy xem là chuẩn bị lễ như nào này. Chắc mày đang phen nhau đấy chứ. Phát gì? Kìa. Bảo người trên kia kia kéo dây lên. À thế là có ông trai, ông anh trai ngồi tít trên ngọn cây đấy. Ừ. Xong đấy, lúc nào có con chim bay. Có con cò bay đây qua đây đúng không? Ừ, xong đấy bảo cái người trên cây ấy. Dung. Mà dung, mà kéo dây để cái chim mồi kia bố cánh bay lên. À, cái có cái kia là con chim giả đấy à? Ừ. À. Giả và con mồi. Lên trên kia nhá. Ờ, lên được, anh lên được mà. Nhà mỗi tội điện thoại báo hết pin rồi mẹ. Lên xem nào. À, chặt hết xong là để đường ở đây đúng không? Ừ. Ồ. Đêm đọc đêm nữa. Ai, mệt quá mọi người ạ. Đây xong một hồi trèo từ tít dưới kìa. Đấy, toàn gai đấy. Mà dốc hết rồi nhá, hết gai rồi đấy. Cây này rất là chắc luôn. Cây bé nhưng mà cây tre rất là chắc. Thì mình đã lên đến đỉnh rồi. Đỉnh ngọn cây luôn đây này. Đấy. Nhà dưới này này, thấy chưa? Nhà bên dưới này đang rất là cao. Đây, Doan thì đang kiểm tra bẫy. Đâu mày sẽ đi? Đâu đâu? À đây à? À đây. À đây đây. Cắm cái đấy vào. Cái keo đúng không? Keo dính đúng không? À xong cò đặt vào là kia. Dẫm phải là dính luôn. Mệt thế nhỉ? Đây là cái lọ kia đây à? Lọ keo đây à? À đây. Được. Đây nhá. Đây là buộc hết thanh rằng rồi đấy. Giữ đúng cái trò như này đấy nhỉ. Đấy, lần đầu nào ai có cảm giác được lên trên ngọn cây tre bao giờ đâu nhỉ. Trèo cây khác thì được chứ còn cây tre lại bao giờ trèo đâu. Đấy, cho mọi người xem thấy chưa. Đấy, cao chưa. Đấy nhá, cho mọi người xem nhá. Con sống đúng không? À đây, con chim mồi đây. Cho nó bay ra nào. Nó không bay à? Đấy, mọi người sẽ có cái dây này này. Ngồi xong cong xong giật giật à. À đấy đúng rồi. À. À là đu đưa đấy này, con chim nó đậu bậu vào. À cò sẽ chui đậu vào đây, xong là dính vào cái que bẫy của mình kìa. Ôi, làm vất vả đấy nhỉ, lên tít trên này cơ mà. Đấy cao chưa? Kìa phía xa kìa là cánh đồng kìa. Đâu. Chim mồi này nuôi bằng gì đấy? Nuôi bằng cá. À cho ăn cá. À. Được chưa? Đâu xuống xem nào. Đây hai anh em đang tháo con chim này đây để xuống ăn trưa. Xong sáng mai 4 giờ nhá, 4 rưỡi đi. Mai anh em lên đặt bẫy xem thế nào. Mọi người cùng đợi nhá. Này. Cái que này bẫy này. Trong ống này. Đâu cho anh xem con chim mồi nào. À đây con. Chim mồi nó khâu hết mắt rồi đây. Không cho nhìn thấy đây. Đỡ kêu. Con cò đấy mà. À cho hẳn vào bao. Đây cái này cũng cho vào đúng không. Như xóa đi. Mày xuống trước anh đi. À, cho mày xuống chưa? Tao xuống chưa? Đây. Xuống xong mai sáng mai này đặt bẫy nhỉ. Thế phải cầm đèn pin lên đúng không? Cầm đèn pin lên chứ. Ừ, cũng được. Tối con cầm đèn pin lên anh bẫy.
xuống cẩn thận đi, dùng lắm. Ôi dạ dạ. Đi kia, đi ra mua thẻ. Đây bác thì làm thầy cúng thì tí phải đi đi vào bản cúng hộ đấy nhỉ. Tí người ta nhờ rất là nhiều đấy. Cô đang ăn kẹo nhỉ. Đây bánh hôm qua đây, bánh hôm qua làm được rồi đây. Nhá mọi người nhá, hôm qua ba có nói là cái bàn thờ tổ tiên này này có nghĩa là con dâu không được vào, còn con cái đi lấy chồng rồi xong về nhà bố mẹ ngoại về sang bên đây thì vẫn được vào thăm, vẫn được vào thắp hương trong này, vẫn được đi qua, còn riêng mỗi dâu là không được vào trong này. Con dâu lại sang nhà bên mẹ đẻ lại được vào chỗ bàn thờ nhỉ. Không, mỗi sang bên nhà chồng là không được vào, đúng không ba? À, đúng rồi. Đây đang cúng bánh đấy, cái gì phải cúng trước, cúng tổ tiên trước xong mình mới được ăn. À. Cúng tổ tiên trước mình mới được ăn. Hôm nay thì là kể cả cái cho cơm thì chín đấy. Về gói thực tế vào chuẩn bị để thức ăn lên nấu chín rồi chưa được ăn cái gì, sao là phải đặt lên bàn thờ tổ tiên trước, cả con cháu nội cháu ngoại về cũng không cho ăn cái gì, kệ đặt vào tới tổ tiên nữa được mới được ăn. À không ra còn biết cái gì không đấy. Cũng thế. Đặt hết bác đang trêu lúc nãy bảo ba anh em bảo làm gà, bác đang trêu bảo làm nhanh lên, bảo làm nhanh lên không là tí là đi ăn cơm muộn ấy, vì một lúc nữa bác sáng sớm ấy bác đã có người đến nhờ và tí vào cúng hộ rồi. Bác thầy cúng mà. Nên là cứ nhà này nhờ cúng xong lại nhà kia nhờ nhỉ. Mình không đi thì không được. Gà chật rồi đây. Mày băm lại vừa lựa xương nữa cả. Nhờ xoay. Say á? Ừ. Xong băm đi. Đó là dấu hiệu của sự lười biếng. Đúng rồi đấy. Thanh niên lười biếng. Lười gì? Cái này... Đây nha mọi người nha. Gà vì chặt xong rồi đấy. Đang làm... Này, ba con để mâm trong này này. Đấy. Ây à. Đây, đang làm... Cúng tổ tiên này. Đây nha, mâm lễ đây nha. Đấy, gà này, vịt một đĩa này, lòng mề một đĩa, chân một đĩa, một chai rượu, xôi. À, bố cao bố cha nản đấy, ông bà bố cha chia sẻ với con cha chim sầu lan chim quăng. Cha này học chiếc xe xa xăm là cần con món cần xeo, bác bà bố đặt là chạm cái lưỡi 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 à chỉ cần tay ngó tay ngang thì các con thì các con gặp con tao trên này cái nếp con người trên này cái non toàn chẳng ai cái non mà măn giờ thì vợ có cái này đây có tổng năng tổng năng cái năm cái năm toàn thanh niên đâu nhỉ. Thôi xong rồi nhá mọi người nhá, mời mọi người dùng bữa trưa cùng gia đình. Bữa giảm đây hôm nay là 14 đấy. Bác thì đi cúng vào trong làng rồi nên là chắc là tầm này thì chắc say nhỉ. Đây còn 4-5 người ở nhà đâu. Đây, ba cái thì đang ở kia. Hả? À chưa được ăn cơm á? Có cứ nhà này, út thằng này bán mình này. Cứ nhà này sang nhà kia à? Ờ à, sang thôi. Đây. Đơn giản thôi nhỉ. Nhá, để Vina nghe á. Vina nghe cái bia đây. Uống bia. Chương trình gì? Món hắm đây. Ăn quẩy. 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 Ăn quẩy
luôn. Đây nha mọi người nhá, ở đây ấy, thì mỗi gia đình ấy thì phải ăn trưa cùng bữa trưa của gia đình, xong là tối mới buộc ăn xong thì chiều mới bắt đầu mới đi sang nhà nhau chơi đấy. Có mỗi ngoại lệ là bác thôi nhỉ, bác làm thầy cúng thì đi đâu cũng được. Đang nát hàng quán à? Các cháu các con ăn cơm nha, ai cũng mệt khỏe nha. Bà thì chắc tối qua uống say không dám uống nữa đâu chứ. Hôm qua ăn rằm nhà họ bên kia. Mày uống gì không? Mày uống gì không? Không phải là bảo ăn trước. Bà ăn mày quá chưa? Bà à? Xin mời. Đây có hai cái chén này. Mấy người rót rượu uống được bằng nào uống cũng uống được thôi. Có hai cái chén gì đấy, chén gì đấy nhỉ? Chén rượu, chén nóng là chén gì? Chén để à, thơm á. Để lúc nào ăn thì rót vào một tí thế. Rồi, xin nhá. Nhưng mà đợt cháu thấy thì Thái gì nhỉ? Uống rượu là phải đổ một tí đi ấy. Luật thì phải uống không đổ một tí đi đúng không? Mình có phải thế không? Thế chứ, phải luật nó uống một tí. Nhưng mà có thấy đổ đâu? Tùy theo người chứ. Không, ở nhà mình là khác. Có chuyện mình đi ra ngoài khác. Trong nhà mình lại khác. Là uống nên là uống luôn. Còn nếu mà đi ra ngoài. Có nghĩa là mình cứ đi ra khỏi nhà là ông bà đi cùng đấy. Là mỗi lần uống là phải đổ ra một ít để cúng người đã khuất đấy. Cho người đã khuất uống. Tớ mới hiểu đấy. Anh em mình rồi, xin mời cả nhà dùng bữa cơm nào. Chúc sức khỏe nhá, ai cũng khỏe nhá, bác nhá, anh khỏe nhá. Khỏe nhá các cháu, là ai cũng khỏe nhá con á. Đi làm thì được tiền nhiều nhá. Vâng, làm to nhất đấy nhỉ. Ăn phát tài nhá. Không ăn gì đâu. Lúc uống rượu thì rót vào cái này một tí vậy uống. Làm nó một. Đây tí bát chanh vào ăn thử xem. Bát chanh bảo mới ngon. Đấy. Không thể nào đi dậy được. Vào đây. Không thể nào đi dậy được. Bát bát chanh vào. Cái gì? Đó công mới rồi. Đang chờ ấy. Làm công mới rồi. Công mới rồi. Nhanh thế. Uống. Ông nói chung là rượu em kém thật. Nhưng mà bia thì chắc em chiều sợ lên chạm tấu cái nó thổi nồng độ cồn này. Gặp đi quay lại nhỉ. Gặp giao thông thì quay lại. Đi đâu? Chạm tấu ấy. Cho em đi với. Đi. Lên đấy chơi xem người Mông trên đấy ăn rằm thế nào. Hả? Rằm chín rồi. Chín đó, chín đấy. Đâu đưa mọi cái món này cái. Cái món ham này cái. Ham. Đây. Nói thật với mọi người là hôm nay thằng Đoan nó làm ngon hơn hẳn. Hiểu thật, cái hôm qua thì không ngon như này đâu. Không chân. Mà đây này dùng cái lạ đây này. Đâu nhỉ cây. Ở đây này dùng cái miếng cây gì nhỉ? Cây mắt lăm đấy. Cây cái vỏ nó thơm cũng thơm mà. Đây này ở dưới này còn dùng cả vỏ nữa cơ đây này. Đấy, cạo vào xong là bỏ vào cái tiết này này. Cũng thơm mà, thơm mùi hạt dổi đấy. Giờ mới xuống. Cho xuống mới biết là cái có cả vỏ này cho được, vỏ này cũng là cây đấy á. À đúng là cây đấy. À cây đấy này. Cây nó bình thường hạt nhỏ nhỏ thì hạt nó như cái này cây này chứ. Cạo một ít này xong là thành. Đấy chứ trên mình thì dùng hạt dổi, còn dưới này không có hạt thì dùng cái này vỏ vẫn được này. Đi đã rồi hăng đi. Ăn đi cháu à, ăn thịt xay mà không đi đã. Mai đi sớm. Rồi. Xem nào, tí cứ đi, cố gắng mà đi hôm chiều nay đi. Ngủ đi ra thôi đi. Ăn đi ăn đi. Đi chiều nay mai đi. Kiếm. Có, nhanh mà.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.